Hôm nay có vẻ là có một chàng trai viết lên cây lời yêu thương ba cô gái ấy. Là tại sao chàng trai thì yêu thương cô gái mà mấy cô gái chặt chém chàng trai quá? Chàng trai mặc một bộ đồ đen bình thường nhẹ nhàng, ba cô gái quất ba cái đầm gen. Có cái tiệc tùng gì sao mà ăn bận dữ dội vậy hả? Phải nói rằng là chương trình của mình càng ngày càng hot. Cái mức độ phủ sóng là sự quan tâm của mọi người dành cho chương trình của mình mỗi ngày một lớn hơn. Cái áp lực top 1 trending cùng với cái việc nam nữ chính được săn đón khiến cho những người cố vấn phải liên tục thay đổi mình. Cái độ phồng của váy, cái độ hở mỗi ngày nó lại càng chút vậy đó, chứ không có gì đặc biệt hết trơn. Vậy đó hả? Bữa nay em là hơi nở bình thường nha. Áo như một cái hoa thế mà nó nở dần ngược ra đấy mà. Đúng rồi. Đó, nó giống như gói quà mà nó bị xé nhan dở vậy đó. Không, em là rất là bình thường, là dịu dàng thôi. Không, vậy nhưng đó. Mà mặc dù ngoài cái đầm ra hộp cũng lấp lánh luôn nữa. Hộp quá. Rất là hộp đó. Chắc em không. Hộp xương xương thôi, đâu có dư gian gian hộp từ trên xuống dưới. Vậy hả? Còn em bận chi mà dư giả vậy hả? Không, tại vì ngày hôm nay á, mọi người cũng biết là Hoàng Yến có phong cách là cá tính nhiều. Nhưng mà hôm nay là Hoàng Yến chọn layout ốc mượn bèo. Thì sao vậy? Ốc mượn bèo á. Mượn bèo hả? Ốc mượn bèo cho nó bánh bèo. Ghê, bánh bèo. Ghê bánh bèo. Con bèo quá thì phải chịu. Con ghê là phải chịu. Ok. Quỳnh, ngồi kế bên toàn là bông hoa mà nó đua nở, em mệt không Quỳnh? Thật ra thì mọi người có mặc trang phục kiểu như thế nào thì vẫn toát ra lộng lẫy hết, bởi vì các bạn đều rất là xinh đẹp. Nói chung là mình không lộng lẫy được thì mình cứ mặc sơ sơ thôi. Đại khái thì mặc sơ sơ. Mặc sơ sơ là sao? Tức là mình cũng vẫn cơ bản thôi. Thì hôm nay đến đây mục tiêu của em là để xanh đỏ tím vàng thì em biết hết. Điềm đạm quá ha, các con người điềm đạm thế anh. Người ta mới biết được có chàng trai viết lên cây. Chứ người ta mà không điềm đạm là ta hát mấy bài mà người ta bỏ em rồi đồ, hiểu không? Hay viết lên cây rồi. Mới điềm đạm, ta mới viết lên cây rồi. Dạ đúng rồi. Cái bài anh ta gọi em rồi, nó không điềm đạm anh á. Không điềm đạm. Anh thật sự ngu ngốc. Ấy cũng không xong. Khi nhớ lại những cơ hội ta phải khác, sao tên người vẫn vậy. Có bao giờ đứa đó là đứa con của anh không? Không, con mà làm sao mà chạy ra bảo cô gì ơi cháy được. Không, nhưng mà nhìn ảnh trẻ quá à, chắc chưa đâu. Bạn này nhìn là thấy độc thân vô tính đó. Bạn này là chơi là dạng là thể thao nhưng mà bụng vẫn bự nha. Là giống anh đó hả? Giống anh đó em. Ai dòm vô tưởng anh không chơi thể thao, anh có anh em. Anh có không? Anh chắc trời, không? Anh gym dữ lắm anh em. Bụng vẫn bự. Cảm giác đầu tiên nó khi năm chàng trai bước ra ấy, thì mình cảm thấy rằng là họ đúng là những cái chàng trai ngoài đời sống thiệt. Thì họ ở các cái ngành nghề khác nhau trong đời sống và tới đây. Mình không thấy có ai trông giống như là vì một cái ngành nghề nghệ thuật nào đó mà đến chương trình. Em hiểu ý chị không? Những chàng trai không showbiz. Đúng rồi, không có cái showbiz, không có cái sự người mẫu làm về pháp chế của một công ty nước ngoài luôn thì là phải rất là giỏi đó. Nếu như mà không giỏi là không bao giờ được giao cho. Chốt lại là giỏi. Giỏi nam đã, giỏi, nam không? Nhân giỏi. Chị thì thấy là anh này dễ thương mà chân thành đó, không có cái điểm nào cho thấy là đã có chủ hết cả. Xanh nha. Là xanh nha. Rồi, Quang Yến. Theo sự phân tích của mình đó, tại vì thường biên tập cũng hay gài ghét rồi ghê lắm. Nhiệm vụ của em ở đây là giống như là chị vợ vậy đó. Cứ coi xét rồi kỹ vô coi ai được ai không. Đẹp trai quá thử màu đỏ. Nhưng mà hồi nãy background á nó có màu khác, cho nên là mình vẫn nghĩ là màu đỏ nhưng mà màu tím có đỏ đó. Ủa sao vậy? Tại vì em thích gì đó, em thích cái background có màu tím là nó gợi ý cho mình điều đó. Em ngang ngược. Em ngang ngược lắm. Ngang ngược. Em thấy ảnh rất là hay kiểu. Đúng rồi, rất là. Em cũng thấy màu tím luôn. Em cũng thấy màu tím. Nhiều khi các kiểu đàn ông không. Ta làm duyên. Không anh, thiếu cái kinh nghiệm làm trong showbiz lâu năm của em và xung quanh của em toàn màu tím thôi. Toàn màu tím thôi. Thế em nhận ra đâu đó phản phất màu tím kèo trên chẳng hạn. Tím kèo trên. Tím kèo trên nha. Nè, một hồi mà mở ra mà màu xanh độc thân, cái đoạn của Hoàng Yến này nè sẽ được tua lại nè. Em chơi với nhiều người showbiz, em biết hết là phản phất nè. Thì phản phất thôi mà, đánh mùi thôi mà. Có chàng trai biết lên đâu? Em thì thấy anh ấy là men hoàn toàn ấy. Thì kiểu là anh có
sự thành công dẫn đến con một sự tự tin rất là lớn. Tinh và đáng yêu vậy mà. Rất là thoải mái và tự tin rồi. Nhưng mà em nghĩ anh này đã có gia đình rồi. Lấy vợ được 4 năm 3 tháng rồi. Trời ơi. Nó dễ sợ thiệt. Thầy ơi. Anh ơi, ngoài việc là viết nhạc ra còn làm thầy bói nữa hả? Không, không đây không bói, đây là đoán lụi thôi. Đoán lụi luôn. Không nên như khi đúng ấy. Lấy vợ mà nó báo luôn thời gian đó. Rồi sao đưa bản nè. Xin chào các bạn đang xem chương trình Ấy Là Ai. Mình tên là Việt Trinh, hay là mọi người hay gọi mình là Mina. Và từ nhỏ thì Mina đã có một cái niềm đam mê rất là lớn với việc làm đẹp. Cho nên là kể từ khi mà Mina đi du học từ bên Úc về Việt Nam thì mình đã quyết định là mình sẽ chinh phục và theo đuổi cái niềm đam mê này. Giờ Mina cùng với các bạn trong team của mình đang phát triển một cái shop thời trang, một cái thương hiệu thời trang với các bạn nữ, và cái phong cách thì nó sẽ có một chút nữ tính. Thực ra khi mà Mina quyết định tới chương trình Ấy Là Ai thì Mina rất là muốn có một cơ hội để có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình về cái nỗi mặc cảm mà Mina đã giấu kín trong lòng cũng khá là lâu rồi. Lúc mà Mina mới có 4 tuổi thôi thì lúc ấy là Mina vẫn ở bên nhà với gia đình, và Mina đã gặp một cái tai nạn hơi không được may mắn một chút, là mình đã bị bỏng một phần cơ thể. Cái lúc ấy thì kỹ học ở bên Nga thì nó không được phát triển như bây giờ, nên là nó đã giúp Mina có được sức khỏe. Tuy nhiên thì cái di chứng để lại đó chính là những cái vết sẹo mà Mina nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ phai nhòa. Sự mệt mỏi nhất trong tình yêu là khi mà một cô gái hoặc là bất cứ ai phải cố gắng tỏ vẻ ra là mình luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tươi tắn, nhưng mà trong sâu lòng cô ấy thì cô ấy luôn luôn có một cái nỗi lo sợ là nếu như mà người ấy biết tới cái chuyện này thì liệu người ấy có còn yêu cô ấy nữa không. Nên cái câu chuyện của Mina thì Mina cũng nghĩ rằng nó đã gây ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ trong quá khứ, khi mà những người ấy là những người rất là tốt, đối xử Mina rất là ân cần. Nhưng mà có một khoảng cách gì đấy Mina không thể chia sẻ với các bạn. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. Chào em. Dạ em chào mọi người, em chào chị Hương Giang, Trần Thành và ba vị cố vấn ạ. Nãy em nghe em có chia sẻ trong clip thì cũng rất là chia sẻ với em về cái tai nạn vừa rồi ha. Hiện giờ là chữa nhiều hơn nữa được chưa, hay là nó vẫn còn em? Dạ bây giờ thì sức khỏe của em là nó bình phục hoàn toàn rồi, không bị đau, không bị gì hết, chỉ còn vết sẹo thôi. Cái diện tích mà cơ mình bị tổn thương nó nặng không? Mọi người thông cảm cho em nhé. Không, em cứ để cảm xúc thôi. Khóc mà không thông cảm sao được em. Vì thực ra trước đấy là em không có kể với quá nhiều người bạn của mình. Cứ mỗi lần mà em nhắc tới chuyện này thì em rất là xúc động và chẳng bao giờ mà em kể hết được. Lúc ở bên Nga, lúc em 14 tuổi thôi, bố mẹ em đi làm và gửi em cho một người để trông. Em chơi với các bạn và nhún trên giường, khi mà rơi xuống thì rơi trúng vào cái bình nước sôi ạ. Cái bàn chân của em ở ngay đây là bị rơi xuống cái bình nước sôi đấy. Lúc đấy là bố mẹ em cũng rất là sợ, bác sĩ bảo em là nếu như mà không làm phẫu thuật, cái vết sẹo dưới này nó sẽ không chỉ là vết sẹo nữa, nó sẽ là một cái di chứng để lại em không thể nào đi được nữa. Phải cắt cái vết sẹo ở trên đùi của em. Cắt da, dạ vâng, da để đắp xuống dưới đó. Dạ vâng ạ. Cho nên là bây giờ như anh Trấn Thành vừa hỏi em thì vết sẹo của em là ở dưới bàn chân và ở ngay trên đùi là như thế này ạ. Đây ạ, như thế này ạ. Mà phụ nữ mà bị sẹo ngay những vùng như vậy thì rất là nhạy cảm và cũng... Mình hãy tin như vậy nè em ạ. Tai nạn nó đã qua thì nó đã qua rồi. Sức khỏe em cũng đã có rồi. Nếu ai mà vì cái điều đó tao không thương em thì anh nghĩ tao không thương em thiệt.
cái điều đó nó không có cái gì quá đáng để cho một người đàn ông phải chấp nhận. Thì anh nghĩ rằng là cái giá trị người phụ nữ nằm ở cái cách mà em vận hành em nữa. Em không phải lo ngại và mặc cảm. Em đã cảm thấy là mình yêu bản thân mình rồi và mình đủ tự tin rồi, nên là ngày hôm nay em mới quyết định là dám tham gia chương trình này để nói ra cái nỗi mặc cảm mà mình từng không nghĩ là thực sự nó sẽ làm mình trở nên khác biệt hơn. Từ nhỏ là em đã rất là thích làm đẹp rồi. Trong suốt 4 năm em làm YouTube blogger, em thực sự bị ảnh hưởng bởi cái câu nói là đẹp thì khoe, xấu thì che, và em từng nghĩ là cái vết sẹo của em là một cái điều xấu. Mà bây giờ làm đẹp nó rất là tân tiến, mình có thể make up nè, mình che, và vấn đề Yến thấy là em rất là xinh xắn luôn á, và mình không có gì mà để mình phải ngại ngùng vấn đề đó. Và ngày hôm nay ngồi đây tự tin là vỗ tay. Đó. Nếu mà nói về sẹo thì ở đây em là nhiều sẹo nhất đấy nhá. Em là nhiều một cái đặc biệt ý, tại vì là cơ địa của em thì là sẹo lồi, mà em thì lại là phẫu thuật nhiều. Eo ơi, người em là toàn sẹo, nhưng mà sau này em nhận ra, ví dụ người đàn ông đi, khi mà người ta có những cái chai sạn ở đây này, cái xong tự dưng mình thấy người ta quyến rũ nha. Tại vì nó giống như là cái người đàn ông họ vất vả hay là gì đấy, thì trông mình trông có cảm giác như vậy. Thì khi mà em có nhiều vết sẹo ấy, em thấy là kiểu người ta thương em nhiều hơn ấy. Nhìn em tự tin trên mạng xã hội như vậy rồi, mà em tới ngày hôm nay 27 tuổi mới dám công khai chuyện này với tất cả các bạn đang theo dõi em và đang theo dõi chương trình Ấy Là Ai, thì còn biết bao nhiêu bạn ở ngoài kia vẫn đang mặc cảm, vẫn nghĩ rằng cái vết sẹo là một cái điều xấu hổ và không dám nói. Nên là em rất là muốn thông qua chương trình gửi tới các bạn rằng vết sẹo đều có một câu chuyện đằng sau, và hãy tự hào về nó ạ. Cho hỏi một tí về cái chuyện tình cảm đi. Thì em đã có tất cả là bao nhiêu mối tình rồi? Em nghĩ là để nghiêm túc thì em có 2 mối tình ạ. Nhưng mà em đã nhận ra một điều là hình như là không có một ai đủ hiểu em và hỏi em những cái câu hỏi nó sâu sắc như là: ok, biết là em có vết sẹo rồi, nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với em? Lúc ấy em cảm nhận ra những điều gì? Và trong suốt 20 mấy năm thì em phải sống với cái vết sẹo đấy như thế nào lúc ở bên Nga? Nhiều có thể nhiều khi là họ cũng ngại làm tổn thương em. Anh nghĩ là những người bạn trai trước của em thì chắc là họ chả còn trẻ, không để ý. Nhưng mà nhiều khi á, con trai á, đối với người ta không nghĩ cái đấy là vết sẹo luôn. Tại vì người ta thấy là ôi bạn đẹp quá, bạn dễ thương, và bạn là người yêu của họ và họ yêu bạn như thế thôi chứ. Họ nhìn em họ thấy nghĩ là em tự tin quá, nên là họ nghĩ rằng là họ không cần hỏi nữa. Em muốn tìm một cái cảm giác mới. Một người có thể trong tuần thứ 2, tuần thứ 3 em quen, em chia sẻ vào người đấy đồng cảm với em. Bây giờ nè, hỏi Quỳnh, bây giờ Quỳnh đàn ông, thí dụ như yêu em trên cơ thể có gì đó khiếm khuyết, cái điều đó có làm cho em bị ảnh hưởng chút xíu gì về cái cách tiếp nhận không? Đầu tiên ấy, khi mà một người đàn ông mà họ yêu một cô gái, tất nhiên ấn tượng ban đầu chính là khuôn mặt, rồi ánh mắt, tình yêu họ nảy sinh ở cái đó là đầu tiên. Tức là nếu mình không đặt về vấn đề về tâm lý tình cảm nha, tức là nói về vấn đề về sự thu hút, thì sau khi yêu bằng khuôn mặt rồi thì những khiếm khuyết cho cơ thể thì chúng ta sẽ dễ dàng ta xóa nhòa bớt đi. Cái quan trọng là bạn hãy nghĩ về những người khuyết tật ấy, thiệt thòi hơn chúng ta rất nhiều. Ít nhất là chúng ta giữ được cái khuôn mặt của mình hoặc là cái hình hài nó đầy đủ ấy, là chúng ta nên biết ơn về cái đó. Bây giờ em nói chốt hạ lại này, một người có rất nhiều sẹo, chốt hạ này, vết sẹo nó là được hình thành từ vết thương, mà không có cái vết thương nào mà không đau đớn hết. Người phụ nữ mà vượt qua nhiều sự đau đớn như vậy mà vẫn tồn tại, vẫn tỏa sáng, vẫn tự tin thì tức là đó là một người phụ nữ bản lĩnh. Cho nên người nào càng nhiều sẹo càng đáng được yêu thương, đúng không mọi người? Đúng, cứ phụ nữ là phải đáng được yêu thương thôi. Đón xem Người Ấy Là Ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.